nay ngày 1 tháng 6, Bộ Y tế cho biết có thêm 111 ca mắc COVID-19 trong nước. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ đầu đợt dịch, thành phố Hồ Chí Minh vượt điểm nóng Bắc Giang với 51 ca, trở thành địa phương nhiều ca mắc nhất nước trong sáng nay. Khoảng 1.000 người ở cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thủ Đức phải lấy mẫu xét nghiệm do một nhân viên dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 sẽ được Khỏe Mạnh Đúng Cách cập nhật ngay sau đây. Tính từ 18 giờ ngày 31 tháng 5 đến 6 giờ ngày 1 tháng 6, Việt Nam có thêm 111 ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân 7.322 đến bệnh nhân 7.432, với thành phố Hồ Chí Minh 51 ca, Bắc Giang 45 ca, Bắc Ninh 15 ca. Thông tin cụ thể về các ca mắc mới cụ thể như sau. 15 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh là các trường hợp F1 kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 45 ca ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 51 ca ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh là các trường hợp liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến ngày 1 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 5.926 ca ghi nhận trong nước và 1.506 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 24 tháng 4 đến nay là 4.356 ca. Hôm nay trên cả nước có thêm 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe hiện là 145.014 người. Đáng chú ý, vì tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ thị 16 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ ngày 1 tháng 6, bất kỳ ai đi qua quận Gò Vấp cũng phải trình giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, đến 7 giờ sáng nay, một số chốt buộc phải xả do lượng người ùn ứ quá đông. Bên cạnh đó, tối 31 tháng 5, một lãnh đạo trung tâm y tế ở thành phố Thủ Đức xác nhận, một nữ nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Cross Phong Phú, thành phố Thủ Đức đã nhiễm COVID-19. Theo thông tin ban đầu, nữ nhân viên này đã về Long An, sau đó có triệu chứng nên đến cơ sở y tế khám và đã có kết quả dương tính với COVID-19. Toàn bộ công nhân của công ty khoảng 1.000 người đã nghỉ làm ngày cuối tuần, nên hôm nay ngày 1 tháng 6, cơ quan chức năng của thành phố sẽ tiến hành lấy mẫu toàn bộ nhân viên của công ty để xét nghiệm. Cũng trong tối ngày 31 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuỗi lây nhiễm ở quận Tân Phú là F1 của Hội Thánh Truyền giáo. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng xuất hiện với chuỗi lây nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng là một chuỗi lây nhiễm được phát hiện từ chồng cư trú tại quận Tân Phú đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn. Qua các dữ liệu phân tích, HCDC cho rằng chuỗi lây nhiễm liên quan đến hai vợ chồng cư trú tại quận Tân Phú được phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn có mối liên quan với chuỗi lây nhiễm Hội Thánh thông qua bệnh nhân 6.907 làm việc tại tòa nhà Novaland quận 1. Từ chung ca bệnh này đã lây lan cho hơn 200 trường hợp khác cùng hàng loạt F1 và F2. Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, theo thống kê vào ngày 31 tháng 5, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và đợt 2 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước với 1.102.099 liều. Trong đó, một số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, 30.602 người. Khỏe Mạnh Đúng Cách sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của dịch COVID-19. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nội dung trên. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!